Và chào mừng Hugo Chi trở lại. Mày order cái gì cũng được, tao trả tiền. Nhưng order bằng tiếng Anh cho tao. Mẹ. 2000 years later. Hello everybody. Purple song. Pepper, 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 pepper. Chiu 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 chiu. Tao đủ rồi đi, tao giờ đi rồi, tao giờ đi rồi. Nhìn đủ rồi. Một lần ham ăn là cả đời nhục mặt nha con. I want matcha latte. My friends want roll on top. Say what? Medium. I want cake, some cake. I want matcha latte. And red velvet. What the hell? I plan. Tính tiền đi bạn. For the comeback of Hugo Chi today, Hugo Chi will introduce our this. Okay. Hello everybody. And today, I'm kêu hai cái món. This is màu xanh green. This is quiz and the name is gold on top. I don't know. Very very hợp lý. Hợp lý tiếng Anh là gì? Hợp lý tiếng Anh là gì mày? Quên rồi, tao cũng quên rồi, bỏ qua. Đúng, thật sự là tụi mình bỏ tiếng Anh hơn một năm rồi đó mọi người. Với lại hầu như là tụi mình học không có chuyên về tiếng Anh. Vẫn xài mày. Vẫn xài, nhưng mà vấn đề là không chuyên. Cho nên là quên nhiều lắm, tụi mình bỏ tiếng Anh lâu lắm rồi. Cho nên là vốn từ tụi mình bị lục ghê lắm. Thôi mày, okay. Do mày nói tiếng Việt tự nhiên chốt hạ nó chốt một câu tính tiền đi mày. Xong cuối cùng nó là người trả tiền luôn. Tới đây các bạn nhớ gọi trà bưởi quýt. Tại trà bưởi quýt đây rất là ngon. Nhưng mà đồ ăn nước ở đây rất là ngon và rất là nhiều món và đặc biệt là mắc. Ngon. Ngon ha. Ngon. Nhưng mà hơi béo thôi. Như cá tanh. Matcha phải tanh chứ mày điên à. Matcha thiệt là matcha tanh. Ok. Matcha mà không tanh là đồ giả. Chắc là uống đồ giả quen. Sống cạnh nhà đói quen. Không, sang trọng quá không quen. Sang quá em không quen. This is amazing. Các bạn muốn ăn bánh ngon, các bạn ăn từ buổi trưa rồi từ chiều tới tối. Bánh là bánh mới, còn hầu như bánh buổi sáng là bánh cũ. Bánh là bánh cũ, bánh mới không? Bánh cũ. Tại vì cái đế ở dưới cùng á, nó vẫn khô. Oh, cupcake. Cupcake là cái bánh cupcake. Xin lỗi. Mừng ngày Hugo Chi trở lại thì có vậy thôi. Tí nữa đi ăn lớn hơn. Give me bistec Việt Nam 160 gram per person. Pepper. Medium rare. The first I cut nó ra. I cut it ra. New steak. Tắt. Mùi sữa lắm. Sao không hiểu. Phát. Whisk. Ngon. Béo nhờ. Ngon quá. Cái này ngon quá, ngon luôn nè. Ngon. Siêu ngon luôn á. Boy. Ở đây là tiệm Mr. Bistec nằm ở đường Lê Duẩn. Họ rất là mềm. Bỏ mềm á, bỏ út, cắm phải là tan thôi. Bắp kho mà nốt kho nè. Cái này là gì? Bắp kho, bình thường là bắp kho là bọng ngô luôn. Này là lấy popcorn. Onion má. Onion là hành má. Ờ, tao bị lộn hai đó. Chó này. Đã hành hạ mọi người bằng cái vốn tiếng Anh kinh khủng của tụi mình. Chỗ này thì tương đối là giá rẻ. Nhưng mà làm chi phí kiểu rất là tây. Các bạn tới đây các bạn gọi, có thể gọi bò rượu, bò nướng rượu thì kiểu đốt cái bừng lên nó vui hơn. Còn không, các bạn có thể ăn bistec. Ở đây thì cũng có một món bistec duy nhất thôi. Là bistec thì chỉ có là thịt bò chiên lên thôi. Nhưng mà thường thì sẽ ăn với lại 5 loại sốt. Ở đây thì mình ăn sốt tiêu đen. Cứ kìm nấm ngon lắm. Như là sữa cái sữa làm trong bánh kem á, phải không? Rồi, ngon thôi. Nói chung là vậy thôi.
không cô giỏi tiếng Anh tất cả nào, và cũng thấy là mình cũng không hơn nó được bao nhiêu đâu. Xin lỗi để mọi người phải chịu đựng cái vốn ngoại ngữ khủng khiếp của tụi tôi. Như mọi người cũng thấy đó, cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình, vốn từ vựng bị yếu nè, khả năng phát âm chưa tốt này, và khả năng ngữ pháp chưa chuẩn. Và mình có là một thứ mà mình đã được rèn luyện từ rất là lâu đó, chính là khả năng phản xạ không sợ mặt dày. Như mình thì mình lại thích đi du lịch này, muốn học về giao tiếp cơ bản và từ vựng rất là nhiều để mình có thể đi du lịch một cách thoải mái hơn. Cho nên mình đã tìm ra một cái cách để học tiếng Anh nhanh gọn lẹ, đó chính là app Cambly. Có rất là nhiều những gia sư và đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vô phần gia sư này chúng ta sẽ coi được là ai đang on và ai đang offline, khả năng dạy những cái gì và cũng như là họ có chất giọng của nước nào. Ví dụ teacher Jay, đây là một thầy nói tiếng Anh với giọng Úc và New Zealand. Thì chuyên môn của thầy là sửa giọng nói này, hướng dẫn ngữ pháp này, thảo luận về các sự kiện hiện tại và tiếng Anh thương mại. Thầy Peter đây, đây là một huấn luyện viên IELTS luôn, thì đây sẽ rất là thích hợp cho những người đang có nhu cầu lấy bằng IELTS. Rồi, và bây giờ thì cụi sẽ bắt đầu bữa học của mình nhé. Hello. Oh, hello. Yeah, can you hear us? Yeah, I can hear you now. I'm Mandy. Mandy, oh. My name's Mandy. Yes. Can you say again? I can hear. What is your name? Yeah, oh, my name is Tien. Oh, it's really hard, right? Because yeah. I'm a Vietnamese. Oh, okay. Yeah. I haven't spoken to anyone from Vietnam. And I'm living in Vietnam, and I'm living in Ho Chi Minh City. You know that city? Saigon. You know Saigon? Yeah, I've heard of Saigon, yes. Yes, it's a big city, right? Why are you practicing English? Is it for a second language, or is it for a job, or a test, or exam? Not for a job. I think just because I really like English and I want to can easy to watch the movies, and especially I want to go around the world, I want to travel. What movies do you like? You said you've learned English from movies, so what kind of movies do you like? That's a nice question. I really like to watch the Netflix. Problem in Vietnam. Oh, we still can control it, and everyone in Vietnam, the people always wear mask when we go out. If you came to England, we have lots of fish and chip shops. Oh, I see that's on Mr. Bean, the series. Yeah. Yes, thank you so much, Mandy. Right, it's been lovely talking to you. Yes, okay, really love to talking to with you. Bye, see ya. Bye. Đó, như các bạn thấy á, là giáo viên ở đây thì rất là thân thiện và dễ thương, và các bạn sẽ không phải lo về cái vấn đề là các bạn có nghe được không. Họ sẽ dùng mọi cách để bạn có thể hiểu được là họ đang nói cái gì. Chúng ta sẽ không phải lo cái vấn đề là chết rồi giờ phải nói gì đây, tại vì hỏi chúng ta rất là nhiều và sẽ bày ra chúng ta rất là nhiều chủ đề, chúng ta có thể nói chuyện với nhau rất là thoải mái. Nãy giờ mình nói 20 phút á, mình cũng quên mất thời gian luôn. Mình nghĩ là rất là nhiều người là giống mình rồi đúng không? Tức là đã từng học gia sư, ở từng học ở trung tâm, những câu lạc bộ, những lớp học rất là nhiều. Nhưng cái vấn đề cực kỳ quan trọng và khó khăn đó chính là chúng ta có thể theo đuổi được cái lớp học đó. Với cái giờ giấc công việc thất thường như vậy thì mình không thể nào thay đổi cái lớp học hoài, và cái việc học nó cứ thế là bị gián đoạn. Thực sự á, rất là chán luôn. Nhưng mà khi mà có Cambly như thế này thì mình có thể ngồi và giao tiếp với lại người bản xứ, người bạn bè. Thường thì mình học ở trung tâm thì sẽ có giáo án cố định và mỗi ngày mình sẽ học theo cái giáo án đó, nhưng mà mình không thể nào sử dụng vào thực tập được thì mình lại rất là nhanh quên. Cho nên cái app Cambly này không những đa dạng về thời gian mà còn đa dạng về topic, chủ đề, nội dung. Và mỗi gia sư thì đều có thông tin về sở thích á, cho nên là mình có thể chọn những người mà có sở thích chung với mình để có thể vào nói chuyện, bắt chuyện, bắt được tần sóng, nói chuyện một cách vui vẻ như mình hồi nãy á. Người sẽ học kiểu giao tiếp basic này, người thì lại học business, người thì học marketing, người thì học IELTS, người thì học TOEFL. Với một cái thời khóa biểu nó linh hoạt như vậy thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với rất là nhiều lứa tuổi và ngành nghề. Và mình phải nói là mình cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều khi đã xem cái video này và đã chịu đựng mình với lại con cô nói tiếng Anh một cách
thì chắc chắn là phải có quà cho mọi người để mọi người cùng học với mình rồi. Và sẽ có hai chiếc code. Với một chiếc code học thử 10 phút miễn phí và một chiếc code giảm ngay 35% các gói học trên Cambly. Và đây thực sự là một cái app rất là thích hợp để học trong cái mùa dịch này luôn. Nếu như các bạn đang muốn trau dồi khả năng tiếng Anh của mình, đừng quên bấm ngay vào những đường link bên dưới. Rồi vậy thôi, video tới đây là kết thúc đây. Tạm biệt tất cả mọi người. Bye. Chúc các bạn học tập thật là tốt và đừng để như mình nhé.